vậy. Với Khazik trong đội hình thì chắc chắn các thành viên phía Real Madrid cần phải cân nhắc rất là nhiều. Đội hình của họ chỉ có hai chống chịu, một Leona cũng không phải là vị tướng có khả năng chống chịu quá tốt trong ván thi đấu này. Hardy vẫn đang vòng ra và nếu như đánh nhau tay đôi thì anh ta sẽ là người lợi thế hơn bởi vì anh ta có mùa đỏ. Zero không còn nhiều máu đến từ Thai Warp. Bất tốc biến theo chiến công đầu dành cho Hardy một cách rất đơn giản thôi. Mắt cắm vào khu vực rừng của đối phương. Hardy lần này sẽ gặp Thai Warp. Có mùa đỏ của Thai Warp nhưng Thai Warp mất quá nhiều máu, trừng phạt vào mùa đỏ lấy lại máu. Cú làm choáng hụt. Nhưng khi mà Hardy đã không lại đủ tầm để tung ra. Có hỏa dương nhiều triệu. Hút lần hai không trúng nhưng cú xì nhanh độc thì nó không thể nào trượt được. Sia có điểm gục của mình với mùa đỏ dưới chân sẽ không gặp nguy hiểm bởi những pha băng trụ đến từ đối phương. Ta cũng anh ta bắt gặp Oddy rồi, Oddy anh ta tiến tới cấu được nửa cây máu và bắt buộc phải sử dụng tờ thế ra đó để chạy thoát đi. Tóc biến lên đến từ Oddy, ta muốn dứt điểm luôn người chơi đi được của đối phương. Tai Wolf rất đánh đá quay người chạy lại bỏ thẳng vào mặt rồi và người chiến thắng đó chính là Tai Wolf của KLG. Dưới có đánh nhau tay đôi giữa On cùng với Swain nhưng không, đó không phải là cuộc tay đôi mà con rắn xuất hiện để đánh vào con chim quạ này. Hóa đá thành công và sẽ là chiến công rơi vào tay của ai đây? Siyan nên là người được nhường, anh ta chưa, đúng, anh ta sẽ được chưa có nhiều đồ lắm và đây là điểm cuộc thứ hai. Oddy vẫn đang tìm kiếm sự sống. Phía của KLG đội hình có khả năng giao tranh ở tại thời điểm này tốt. Hỏa dương hiệu triệu được dùng, còn tốc biến đến từ Progo, tốc biến được tung ra né thành công. Hỏa dương hiệu triệu lần hai quay trở lại trả sát thương, cú làm choáng không tốt đến từ Progo bên phía bên kia thì Ned đang lao vào, anh ta tấn công vào Oddy. Oddy mất quá nhiều máu, tiếp tục là tình huống anh ta lừa tình thành công đối phương. Như bên phía bên này thì Genthic không lừa được ai cả, anh ta nằm xuống. Progo dứt điểm 3 đều. Này, lượng tầm nhìn của bên phía KLG đặt ra là quá nhiều, trong khi đó là một bức tường băng chặn được Giro. Nhưng quay ngược trở lại, lúc này Slow anh ta sử dụng cái chiêu cua của mình. Oddy anh ta bắt buộc phải tóc biến qua phía bên kia. Đó là Olaf. Cánh tay đôi lừa Tai Wolf. Gãy rồi. Tiếp tục bị lừa trong ván thi đấu này. Cả hào đội đều mất đi tất cả những chiêu cua có khả năng mở cái giao tranh. Slow gặp Oddy, anh ta hết tung thành công rồi. Oddy nhưng anh ta đã phải lên bàn. Genthic là người dứt điểm. Mất mạng ngay lập tức, đó chính là người chơi hỗ trợ bên phía KLG. Nhưng pha này thì sao đây? Cú rìu đầu tiên được Oddy rồi. Bật chiêu cuối tiếp tục lao vào bừa. Thành người. Công Oddy. Oddy thấp máu, Oddy bị bừa. Lần này không có cái lừa nào đây nữa cả. Fix có điểm mà gục. Nhưng lượng máu quá thấp đâu này lao vào. Siya dứt điểm được rừng của đối phương. Pha dựng từng băng tốt đến từ Anivia. Hòa dựng nhiều triệu hút thành công trúng vào người của Fix. Nhưng không có sát thương nhồi vào. Chero vẫn đang đứng che cho Siya lùi về. Anh ta đã bị giữ chân lại bởi Swain. Và anh ta bắt buộc phải mất tốc biến, cú làm choáng thành công đến từ Anivia. Và sát thương là tương đối nhiều, chặn tường ba không có đường về dành cho Cyro. Anh ta bị kéo về bên nội tại của Xuyên và anh ta nằm xuống. Là hai con rồng đất nó sẽ khiến cho KLG chủ động hơn và tự tin hơn trong những pha giao tranh. Hỏa dương hiệu triệu được dùng. Nó nhắm vào người của Blue, thái dương Asan giữa đầu thành công rất nhanh bỏ chạy. Bên phía bên kia thì Rakan lao vào giữ chân được khá nhiều thành viên đối phương nhưng Rakan đã phải lên bảng. Bây giờ thì Saya mới đến bắt đầu bán fix có điểm cũng đầu tiên của mình trong ván thi đấu này. Thất máu Cyro lên bảng, Xuyên lao vào có được một điểm gục, double kill dành cho Xuyên. Oddy bắt buộc phải cú nhảy được hóa đá trúng 4 người nhưng sát thương nhiều và là không có, anh ta bị giữ chân lại bởi tường băng và bắt buộc phải tung ra cú tốc biến của mình. KLG Baron đã được khởi động, nó chỉ còn lại rất thấp máu mà thôi. Baron với tốc biến không cướp được Baron đến từ vị trí của Oddy và anh ta khá thấp máu, anh ta lên bảng với tình huống đặt e đến từ Ned, tiếp tục bắn ra đến từ Fix. Anh ta bắn vào người của On, sát thương không nhiều lắm, hỏa dương nhiều triệu được dùng hút trúng 3 thành viên của đối phương và đã có tổng cộng là 1, 2, 3 điểm cùng thuộc về các thành viên phía của R7 đều đang rất khỏe trong ván thi đấu này. Chúng ta có một Wild Lotus bên phía bên kia đang có đánh nhau, chiêu cuối được dùng đến từ Wild Lotus nhưng anh ta bị kéo chân về, anh ta đã phải lên bà rồi và nó giúp cho các đồng đội của anh ta hạ gục được cái trụ ba khu vực đường giữa và đang nhắm đến nhà lính. Zero trước hết là nhắm đến và Zero đang rất thấp máu, ta phải tốc biến ra ngoài và cái tầm nhìn ba chủ chắc chắn nó sẽ không đủ sát thương. Nhưng tiếp theo là người nằm xuống thay là Genghis và trước đó là Wild Lotus thì đã phải lên bảng. Hỏa dương hiệu triệu được dùng ở trong những phút thi đấu cuối cùng của ván thi đấu này, dùng chiêu cuối đến từ Fix để né khỏi hỏa dương hiệu triệu. Bên phía bên kia thì Thai Wolf đang tấn công vào cái trụ bảo vệ nhà lính ở tại đường dưới, một pha kéo tốt và tiếp tục lên bảng đến từ Wild Lotus. Anh ta vừa tỉnh xong thì ta tiếp tục lại phải lên bảng và đó sẽ là hai đường thuộc về cho các thành viên phía của KLG. Lợi thế đang là quá nhiều 10.000 tiền được xác lập. Baron vẫn còn một thời gian khá dài, trong khi đó Wild Lotus thì còn đếm số dài hơn. Phá hất tung thành công đến từ sự hành tráng và Thai Wolf có điểm gục thứ ba của mình trong ván thi đấu này. Genthic lao ra trong vô vọng mà thôi, anh ta đã bị tấn công liên tục, anh ta vẫn còn sống. Siya đang xả sát thương, Siya đang bị khiêu khích và anh ta không cần nổi quá nhiều sát thương đến từ các thành viên phía của KLG. Genthic gặp nguy hiểm, anh ta bị dựng tường băng và anh ta lên bảng. Double kill dành cho Swain của Ned. Oddy tới rồi, không làm được gì cả, hoàn toàn vô dụng trong pha này. Oddy tiếp tục tấn công vào người của Blugo, sát thương của anh ta là không đủ, anh ta chỉ lấy cái nội tại. Lần đầu tiên trong ván thi đấu này Blugo mất nội tại và anh ta cũng có được chiến thắng. KLG sẽ có được chiến thắng đầu tiên của mình trong ngày thi đấu MSI 2018 ngày hôm nay. Họ đã cân bằng tỷ số với chính Rainbow, các thành viên phía của Rainbow. Đúng. Tại trên bảng xếp hạng họ đang là 1-1 thua. Rainbow cũng đã là 1-1 thua.
Các thành viên bên phía của Gambit Gaming đang là 2 thắng và 0 thua. Còn ngược lại, hàng xóm của chúng ta Sensation Gaming thì đang có một thành tích không quá sáng sủa tại ngày thi đấu đầu tiên với 2 ván thua. Và đây vẫn đang là một trong số những đội tuyển được đánh giá yếu nhất tại bảng này. Đúng. Nhưng họ vẫn đang thể hiện một độ mặt không hề thua kém so với Rainbow Seven, một đội tuyển được đánh giá cao hơn rất nhiều.